mình là Irene từ Coi 68 TV và chào mừng anh em đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Như thường lệ thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em những thông tin mới nhất và đáng chú ý nhất về thị trường crypto cũng như blockchain để anh em không bỏ lỡ những sự kiện crypto quan trọng trong tuần vừa rồi nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên là WorldCoin liên tục phá đỉnh, giúp cho các chủ nợ của BAAC và FTX hưởng lợi. Đà tăng trưởng hơn 200% của token WorldCoin trong tuần vừa qua thì dường như đang mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho một vài nhóm đầu tư chủ chốt, đặc biệt là chủ nợ của hai nền tảng đã phá sản là Three Arrows Capital, BAAC và FTX. Thông tin trên thì đã được nhà sáng lập BAAC là Suzu chia sẻ trên X. Ông đã khẳng định như sau: "Tôi sẽ không hưởng lợi từ sự tăng giá của WorldCoin, nhưng tôi phấn khởi cho các chủ nợ của BAAC vì đã sở hữu một trong những vị thế tốt nhất thế giới." Suzu thì có nhắc lại quá khứ bị nhiều người chỉ trích về khoản đầu tư vào WorldCoin vào năm 2021 đến mức là từ chối chia sẻ thông tin ủng hộ dự án. WorldCoin thì từng là cái tên gây ra không ít sự tranh cãi vì ý tưởng là quét võng mạc hay là mống mắt định danh người dùng đổi lấy token để nhận airdrop. Trong quá khứ thì BAAC đã từng tham gia vòng gọi vốn 25 triệu đô của Tools for Humanity, đơn vị phát triển WorldCoin. Lúc bấy giờ thì định giá của công ty rơi vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Three Arrows Capital thì còn đang gồng gánh khoản nợ hơn 1,5 tỷ đô. Theo phát hiện của trang OXCode thì địa chỉ thanh lý Tenel 3AC với đuôi là 3741 thì đang sở hữu tới 75 triệu token WorldCoin trị giá khoảng 550 triệu đô và là tài sản có giá trị dòng cao nhất ở thời điểm hiện tại. Số token này thì được WorldCoin chuyển vào tháng 8 năm 2023 và không có bất kỳ tương tác nào từ đó. Một nhóm chủ nợ khác thì cũng đang được hưởng lợi từ WorldCoin đó chính là FTX. Ở vòng Series A vào tháng 10 năm 2021 thì WorldCoin cũng đã nhận được khoản đầu tư từ Sam Bankman-Fried, cha đẻ kiêm CEO của sàn giao dịch FTX đã phá sản, hiện thì đang đối mặt với 7 tội danh và bản án chung thân. Dữ liệu từ Spot On Chain thì cho thấy là các địa chỉ ví liên kết với công ty của Sam Bankman-Fried đã nhận được tới 185 triệu đô WorldCoin. Trong vòng 24 giờ gần nhất trong thời điểm Irene quay video này thì giá của WorldCoin đã tăng hơn 30%, còn suýt chạm ngưỡng là 8 đô la Mỹ và tạm thời thì đang lập đỉnh mới ở mốc là 7,996 đô la Mỹ. Tuy nhiên thì WorldCoin có thể sẽ không giữ nổi đà tăng trưởng giá này bởi vì sắp có một đợt unlock token trị giá tới 165 triệu đô diễn ra trong tuần này và kết thúc vào ngày 26 tháng 2. Tin tức thứ hai là token AI chao đảo trước công cụ Sora mới ra mắt của OpenAI. Gần đây thì cha đẻ của ChatGPT là OpenAI thì vừa công bố ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới mang tên là Sora. Công cụ này thì có khả năng là chuyển thể văn bản từ ngữ trở thành video ngắn siêu thực với tốc độ và chất lượng khá bất ngờ. Sora thì lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các mạng xã hội và diễn đàn công nghệ. Một bộ phận thì đánh giá công cụ AI này là bước đột phá tiếp theo trong mảng trí tuệ nhân tạo. Số khác thì lại bày tỏ quan ngại trước sự phát triển này và họ cho rằng Sora thì có thể gây nguy hại nếu tạo ra những thông tin sai lệch hay là thù địch. Song song với đó thì token AI cũng được dư luận đào lại. Nhiều token trong mảng này thì được thâm lây trong vòng 24 giờ vừa qua, điển hình là Fetch.ai và SingularityNet. AGIS token của SingularityNet thì đã có đà tăng trưởng hơn 11% trong ngày và hiện tại thì đang giao dịch ở mốc là 0.52 đô la Mỹ. Còn token FET của Fetch.ai thì là một trong những gương mặt ghi nhận được sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất, lên đến 20% trên cùng khung tham chiếu. Hiện tại thì vốn hóa thị trường của các token AI hiện đang ở mức khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung thì các token khác trong mảng thì ghi nhận mức tăng từ 5 đến 10% so với 24 giờ trước đó. Tin tức tiếp theo là MetaMask vượt mốc 30 triệu người dùng, tiệm cận với all time high mọi thời đại. Ví Web3 phổ biến MetaMask vừa báo cáo số lượng người dùng hoạt động hàng tháng đã tăng 55% so với quý trước, nhảy vọt từ con số là 19 triệu người dùng hồi tháng 9 năm 2023 lên đến hơn 30 triệu người dùng vào tháng 1 năm 2024. Con số này thì tương đương với mức tăng hơn 200% so với cột mốc 10 triệu người dùng vào tháng 8 năm 2021 và tiệm cận với mức cao kỷ lục là 31,7 triệu người dùng được ghi nhận bởi công ty chủ quản là Consensus vào tháng 1 năm 2022. Mới đây thì MetaMask còn tăng cường độ an ninh cho người dùng thông qua sự hợp tác với công ty bảo mật Web3 là BlockX để triển khai tính năng cảnh báo rủi ro trước khi giao dịch đã được thử nghiệm vào tháng 11 năm 2023. Tính năng mới này thì sẽ được tích hợp trên mặc nện tiện ích mở rộng trình duyệt web và ứng dụng di động
động triển khai trên các mạng lưới nhà Linear, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism và Avalanche. Dù đã ra mắt từ năm 2016 và được hậu thuẫn bởi gã khổng lồ là Consensus, thế nhưng MetaMask đang tiếp tục trở thành một trong những ví tiền mã hóa được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, vượt qua hàng loạt các đối thủ cạnh tranh liên tục gây sức hút trong thời gian vừa qua, bao gồm là Rappi, Rainbow và Phantom. Tin tức tiếp theo là Optimism công bố airdrop đợt 4 trị giá hơn 41 triệu đô la Mỹ. Rạng sáng ngày 21 tháng 2 thì Optimism đã nổ airdrop lần thứ tư, trích ra hơn 10,3 triệu OP, tương đương với con số là 40,8 triệu đô la Mỹ cho 22.998 ví hợp lệ. Người dùng thì có thời hạn đến ngày 13 tháng 2 năm 2025 để nhận token về ví. Theo thông cáo chính thức thì các ví từng khởi tạo NFT từ ngày 10 tháng 1 năm 2023 cho đến 10 tháng 1 năm 2024 trên mainnet Ethereum hoặc là superchain của Optimism, tức là một loạt các mạng layer 2 được kết nối với nhau thì sẽ đủ điều kiện nhận được airdrop đợt mới nhất này. Phân bổ airdrop thì sẽ căn cứ theo lượng gas cho từng người đã bỏ ra cho hoạt động mint hay là giao dịch NFT trên mạng lưới. Nếu mà từng tiêu tốn 1 ETH để trả gas trên superchain của Optimism thì bạn sẽ nhận được airdrop lên tới 5.000 OP. Mỗi ví thì sẽ được nhận tối đa là 6.000 OP, tức là khoảng 23.640 đô la Mỹ. Trong trường hợp nếu như anh em tích đủ 1 ETH phí gas trên mainnet của Ethereum thì anh em sẽ nhận được khoảng 50 OP. Ngoài ra thì phân bổ token lần này cho từng người thì có thể được tăng thêm 50% hoặc là nhân với hệ số 1.5 nếu như đáp ứng thêm được một số tiêu chí phụ. Irene sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi. Trước đó thì Optimism đã công bố 3 đợt airdrop lần lượt vào các ngày 31 tháng 5 năm 2022, 8 tháng 2 năm 2023 và 13 tháng 9 năm 2023. Và ở lần gần nhất thì dự án đã trao 19,4 triệu OP với giá trị khoảng 26 triệu đô la Mỹ cho gần 32.000 địa chỉ ví từng tham gia hoạt động ủy quyền là Delegation ở trên DAO Optimism Collective. Đến hiện tại thì Optimism vẫn còn khoảng 560 triệu token OP cho các đợt airdrop trong tương lai. Dự án thì đã xác nhận thông tin trên ở trên X. Sau thông tin airdrop lần 4 này thì giá của token OP đang điều chỉnh nhẹ trên các sàn giống như phản ứng của các đợt trước đó. Đồng token của Optimism thì đang được sang tay với giá là khoảng 3,9 đô la Mỹ ở trên các sàn giao dịch trong thời điểm Irene quay video này. Tin tức tiếp theo là một thợ săn airdrop chuyên nghiệp đã gom 1,4 triệu token Starknet từ 1.361 ví. Theo phát hiện của Lock On Chain thì vào tối ngày 20 tháng 2 sau khi mà Starknet mở claim airdrop, có một địa chỉ ví đã gom tổng cộng lên tới 1.432.800 Starknet, là khoảng 3 triệu đô từ 1.361 ví đủ điều kiện nhận airdrop. Xong thì sự kiện trên đang dấy lên nhiều luồng ý kiến trong cộng đồng tiền mã hóa vì khả năng mà một thợ săn airdrop bình thường có thể nhận được chừng ấy Starknet có vẻ là khó tin, bởi vì tỷ lệ phân bổ airdrop của Starknet thì ưu tiên cho bộ phận lập trình viên và các nhà phát triển dự án, trong khi đặt ra những tiêu chuẩn airdrop cho cộng đồng cực kỳ cao. Có người thì thậm chí nghi ngờ rằng đây không phải là một thợ săn airdrop bình thường mà thực chất là một hacker có thể đã lợi dụng các mánh scam khi có người claim airdrop để đánh cắp tiền. Tuy vậy thì khả năng đây là một nhà lập trình viên có vô số đóng góp cho dự án cũng rất khả thi. Sau rất nhiều lùm xùm từ chính các tiêu chí airdrop thì cộng đồng đã bắt đầu kháo nhau tẩy chay dự án vì màn airdrop không được như mong đợi. Tương tự như Say Network trước đây thì tính theo dữ liệu ngày 20 tháng 2, ví hoạt động trên mạng Starknet đã lao dốc hơn 90%, mất đi 202.000 ví hoạt động. Đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn chưa đầy 25.000 ví theo StarkScan. Và thời điểm niêm yết Binance thì token Starknet đã khởi đầu với giá là khoảng 5 đô la Mỹ, xong thì liên tục có sự sụt giảm, giờ chỉ còn quanh mốc là 2 đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại, cho thấy là cộng đồng đang có tâm lý là đâm giá mạnh sau loạt phất dự án vừa gặp phải. Tin tức tiếp theo là ví Backpack ra mắt sàn giao dịch kèm cơ chế điểm thưởng Points. Sang ngày 21 tháng 2 năm 2021 thì dự án ví tiền kỹ thuật số Web3 là Backpack đã tuyên bố chính thức khởi chạy sàn giao dịch tiền mã hóa của mình tại 11 tiểu bang của Hoa Kỳ. Backpack thì là ứng dụng tiền mã hóa được xây dựng nhằm hỗ trợ cho người dùng lưu trữ và mint XNFT. Tiêu chuẩn đứng sau cơn sốt bộ sưu tập NFT là MATLABS ở trên blockchain Solana và thành lập bởi một công ty có cơ sở hạ tầng tiền mã hóa là Coral. Đội ngũ phát triển thì tuyên bố là họ có kinh nghiệm chuyên môn với Backblaze, TestStreet, HSBC, Coinbase và khẳng định là có kết hợp giải pháp lưu trữ Zero Knowledge, ZK Proof để bảo mật và có độ trễ thấp khi mà xác nhận giao dịch. Giám đốc điều hành cũng như là nhà sáng lập của Backpack thì từng là một cựu kỹ sư của Alameda Research và trong quá khứ đi đã từng huy động được 20 triệu đô cho công ty con là Coral. Backpack
sách exchange thì cũng đang gây sự chú ý cho cộng đồng khi mà ra mắt cơ chế điểm thưởng point dựa trên khối lượng giao dịch của người dùng. Nhiều đồn đoán là khả năng cao dự án sẽ airdrop cho người đóng góp sớm. Nhờ vậy cho nên là dù mới chỉ công bố cơ chế này từ ngày 13 tháng 2 năm 2024, thế nhưng sàn giao dịch tiền mã hóa này đã ghi nhận tổng volume giao dịch vượt mốc là 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 ngày đầu tiên. Tại thời điểm anh quay video này thì giá của Mad Labs, bộ sưu tập NFT ở trên Solana của ví Backpack, được thiết kế với phong cách là retro với các nhân vật ăn mặc theo phong cách Anh thế kỷ trước, cũng đang được định giá sàn quanh mốc là 190 Solana, tương đương với mức tăng trưởng là 250% từ mốc 54 Sol vào hồi tháng 11 năm 2023. Và tin tức đáng chú ý cuối cùng trong tuần vừa rồi là Asian Exchange chính thức khởi chạy mainnet. Và tối ngày 22 tháng 2 năm 2024 thì Layer 2 Asian Exchange đã thông báo triển khai mainnet chính thức mở cửa cho cộng đồng crypto, cũng như là các dự án đang không ngừng ấp ủ những trò chơi Web3 mới nhất. Asian Exchange thì là giải pháp Layer 2 xây dựng trên Ethereum thông qua bộ công cụ là OptiStack của Optimism, đồng thời thì sử dụng giải pháp Data Availability của Celestia để tối ưu dữ liệu và giảm chi phí giao dịch. Cách tiếp cận này thì đảm bảo cho Asian Exchange có thể dễ dàng giải quyết bài toán quy mô blockchain mà chi phí giao dịch vốn thì đã là rào cản đối với mảng game blockchain trong suốt thời gian vừa qua, từ đó thì cung cấp trải nghiệm chơi game và lập trình tốt nhất cho các dự án lẫn cho người dùng phổ thông. Bên cạnh đó thì giao thức của Asian Exchange còn sở hữu những đặc tính để giúp thúc đẩy sự mở rộng của mảng game, bao gồm là cho phép thiết lập các hệ thống tự động, sở hữu thiết kế modular, khả năng mở rộng và tốc độ xử lý giao dịch cao, hỗ trợ EVM, độ bảo mật đã được thẩm định, dễ dàng tương thích và tích hợp với các giải pháp có sẵn. Hệ sinh thái của Asian Exchange thì tính đến thời điểm hiện tại đã có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong mảng NFT, game Web3 và đơn vị hỗ trợ cơ sở hạ tầng, cho thấy sự phát triển nhanh chóng chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Asian Exchange thì sẽ hỗ trợ 5 dự án game đầu tiên gồm On-Chain Class, Omnizone, Master Duo, WePepe và The World. Nhân sự kiện Asian Exchange Mainnet thì dự án Space3 cũng đã tổ chức chuỗi nhiệm vụ để người tham gia có thể khám phá Layer 2 mới này với cơ hội nhận được thêm phần thưởng hấp dẫn. Anh sẽ để đường link hướng dẫn để anh em có thể tham gia nhận quà và có cơ hội farm điểm để có thể nhận được những airdrop sau này nếu như dự án có airdrop cho anh em. Đường link thì sẽ có ở dưới phần mô tả và bình luận anh em nhé. Ok, vậy là vừa rồi Irene đã cùng anh em điểm qua những thông tin đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về những dự án như Worldcoin hay là Trend AI mới nổi thời gian gần đây? Ngoài ra thì anh em có trúng được airdrop từ những dự án như là Stacknet hay LP vừa rồi hay không? Và liệu anh em có kỳ vọng về những đợt airdrop lớn từ các dự án mới như là Backpack hay là Asian Exchange? Hãy comment suy nghĩ và nhận định của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình hy vọng là những thông tin trên đã hữu ích đối với anh em. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coin68TV để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ tụi mình nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!